Xin chào các bạn, tiếp theo những cái video chia sẻ kinh nghiệm để làm cái đầu radio Volkswagen, tháo từ ô tô Volkswagen ra, mang về để làm ra được một chiếc âm ly tích hợp như này. Thì nó cấu thành gồm những các cái yếu tố nào và các bạn phải chuẩn bị những cái vật tư gì để các bạn độ chế. Đương nhiên cái yếu tố cần và đủ là các bạn đã biết làm các cái việc liên quan đến mộc, hoặc các bạn đã biết làm những cái việc liên quan đến thiết kế để gửi thiết kế đến cửa hàng cắt CNC để người ta cắt cho các bạn một cái hộp, sau đó các bạn về độ chế. Thì điều đầu tiên các bạn cần phải có đó chính là các bạn cần phải có được cái đầu Volkswagen này, cái đầu Volkswagen này. Cái thứ hai là các bạn cần phải có đó chính là một cái nguồn điện, một cái nguồn điện ở trong máy này, tức là nguồn điện mạch xung 12V 5A trở lên. Cái thứ ba là các bạn cần phải có một cái anten, thế và một cái cầu nối anten từ trong máy ra đây. Đây các bạn cắm anten vào để chơi AM FM. Cái thứ ba là các bạn cần phải có một cái cầu loa. Cầu loa này gồm có là cầu 4, đúng không? 1 2 3 4. Cầu 4 này để làm gì? Để mỗi một cái cặp dây này là sẽ ra được một loa tương ứng với 4 đầu ra của chiếc radio Volkswagen. Và cuối cùng đó chính là công tắc bật tắt nguồn dây, đúng không ạ? Thế và để có thêm thông tin cho các bạn, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn nhìn cái sản phẩm này nó cũng khá là hài hòa và cân đối. Thì thưa các bạn là chúng tôi đang làm nó có kích thước là 37 phân chiều ngang. 37 phân chiều ngang. Đấy, chiều cao của nó là 20 phân cả chân. Thế và chiều sâu của nó, chiều sâu của nó là 24 phân. Thế và chúng tôi thiết kế bằng gỗ óc chó sơn phủ mờ, làm một cái lam như thế này để giả cho, gọi là giả cho cái loa, nhưng mà chỗ này không có loa đâu các bạn nhé, chỉ để làm trang trí thôi. Thế và những các cái chi tiết nhỏ nhỏ xinh xinh như này này các bạn này, là mình gọi là cái đường soi, đường chỉ để tạo ra cái mặt với cái vách. Thế rồi là toàn bộ tất cả các cái lỗ cũng như là liên kết để đưa được cái đầu Volkswagen này nó lồi ra phía trước này, là do chúng tôi đo đạc tính toán, vẽ thiết kế và đưa vào máy để chạy ngầm cái mặt bên trong, sau đó rồi đẩy từ bên trong ra, xong bắt vít ốc, bắt nhái thứ vào gọn gàng thì nó tạo ra được cái mẫu này. Và đây cũng là một cái thông điệp của Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn. Bạn nào mà có những cái đầu Volkswagen này, thích, yêu thích độ chế âm thanh này, lại là fan của Volkswagen này, thì đây cũng là một cái công việc làm, một cái đồ chơi để thỏa mãn cái đam mê, thỏa mãn cái hobby của các bạn dành cho cái thương hiệu Volkswagen. Thế thì bạn nào mà ở trong cái nhóm hội Volkswagen mà thích Volkswagen, rồi thích cái đồ chơi, hiểu được cái đồ chơi âm thanh ở trên xe của mình, mình bỏ cái đầu ấy ra để mình thay những các thiết bị mới, Android để chỉ đường này, cam 360 này, các bạn rôi ra chiếc đầu này, các bạn có thể hoàn toàn thông qua những cái video chúng tôi chia sẻ ngắn ngắn mỗi ngày một chút như này để các bạn về các bạn làm là rất là vui. Nhưng mà cái chính của cái video hôm nay, ngoài cái việc mà thông tin cho các bạn về kích thước, về các cái yếu tố vật liệu để làm ra được nó ấy, thì tôi muốn mời các bạn, tôi muốn chứng minh các bạn là cái đầu Volkswagen này nó chơi cùng một lúc với hai đôi loa thoải mái. Đây thì các bạn nhìn thế này, tôi đang làm ra đây là một cặp loa này, một cặp loa này là chơi với loa ba đường tiếng đây. Đấy, cặp loa này chơi ba đường tiếng. Cái cặp dây hồng này, dây vàng này là chơi loa bookshelf đây. Thì bây giờ tôi cho cái đĩa nhạc này vào, tôi cho cái đĩa nhạc này vào và tôi bật lên cho các bạn nghe. Đấy. Và cùng một lúc nó đang chơi hai đôi loa. Đấy, cùng một lúc nó đang chơi hai đôi loa, tiếng nó rất là tốt. Rất là ok. Trong nắng
và lá rụng ngoài sông nghe tên mình vào quên lãng ngày tháng ngày trên trong thu vàng nhìn những lần thu đi tay chân buồn ôm nuối tiếc nghe gió lạnh về đêm các bạn. Khang Audio rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi những cái video chia sẻ kinh nghiệm của Khang Audio về độ cái đầu Volkswagen thành một cái âm ly tích hợp, và đặc biệt tại video này chúng tôi cũng muốn gửi đến các bạn một cái kinh nghiệm đó, và chứng minh cái kinh nghiệm mà chúng tôi đang chia sẻ, đó chính là nó có thể chơi rất hay với tất cả các loại loa chứ không phải là hai đôi loa đâu các bạn nhé. Bởi vì đặc điểm của chính cái đầu Volkswagen này, họ đã tích hợp vào đây một cái cơ chế mạch để phối hợp tự động trở khái, rồi là tự động xử lý các cái chất lượng của âm thanh. Những cái loa công suất lớn, loa công suất nhỏ, loa trở kháng 2 ohm đến loa trở kháng 8 ohm, loa độ nhạy thấp là 80 decibel, loa độ nhạy cao đến 100 decibel, thì cái ampli này, cái đầu này đều chơi rất là tốt, và nó chơi được với tất cả và các cái loa. Chính vì thế mà Khang Audio gợi ý với các bạn là các bạn hãy làm nó với tư cách như là một cái ampli tích hợp thuần túy thôi, để chơi với những đôi loa sẵn có. Thế còn tại những cái video sau thì Khang Audio có thể chia sẻ kinh nghiệm để các bạn decor, các bạn tự làm ra được những cái đôi loa, cách phối ghép cái đôi loa thế nào, hoặc là loa ở dạng cột đứng, hoặc là loa để ở dạng là bàn, hoặc là loa bookshelf, hoặc là loa dummy như những cái chiếc loa mà chúng tôi dùng ba đường tiếng ở đây, tạo ra cái điều kiện để con nó đẹp, để các bạn chơi cái, cho cái không gian riêng của mình rất là hay. Thế thì cũng báo cáo với các bạn rằng là đây là video để chúng tôi chia sẻ với những các cái bạn cùng đam mê làm cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì video này cũng sẽ vô tình sẽ đến được với những bạn mà đang theo dõi kênh của Khang Audio, các bạn mà không có điều kiện tự làm, không có điều kiện tự độ chế, nhưng các bạn lại có đầu, các bạn muốn lắp đặt hoặc là gửi cái đầu đấy cho Khang Audio và anh Khang ơi, em thấy cái đầu của anh Khang đẹp, anh em gửi đầu đến cái đầu đúng loại này các bạn nhé, thì chúng tôi có thể làm dôi ra một hai cái để chia sẻ với các bạn, để các bạn về các bạn lắp hoặc là gửi cho chúng tôi lắp đặt các bạn chơi, hoặc là các bạn bảo em thấy cái đồ chơi này nó hấp dẫn, nó vui, nó thích, mua của bác Khang một cái. Thế thì các bạn có thể trực tiếp gọi điện cho chúng tôi theo cái số điện thoại chúng tôi để trên điện thoại trên video này để đăng ký mua, hoặc là các bạn vào trang web của chúng tôi, hoặc là lên trên kênh YouTube Khang Audio của chúng tôi để xem, theo dõi chúng tôi làm, chúng tôi độ chế, cũng như là theo dõi chúng tôi cung ứng cái sản phẩm ra thị trường để các bạn đặt mua, để các bạn chơi với những đôi loa của mình, hoặc là các bạn có thể đặt mua những cái bộ hoàn thiện của chúng tôi đều có thể được. Thì Khang Audio xin cảm ơn các bạn đã theo dõi các cái video chia sẻ kinh nghiệm làm những cái âm ly tích hợp từ đầu Volkswagen này. Chúng tôi hẹn gặp lại các bạn tại những cái video chia sẻ kinh nghiệm sau, cách làm chi tiết, hoặc là chúng tôi chia sẻ cho các bạn là cấu tạo bên trong một cách chi tiết nhất của cái radio này làm như nào để các bạn có thể tự làm được. Thì Khang Audio xin cảm ơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.